Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng, năm 2022, vận may liên tiếp kéo về, giàu như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc, thành công quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước những gì sẽ xảy ra với mình trong năm mới năm 2022 Nhâm Dần, thì quý vị cần phải xem tử vi cho mình, và trong video ngày hôm nay đó chính là tử vi cho người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng. Đây chính là phương pháp chính xác, khoa học và lý giải cặn kẽ và logic nhất về vận hạn của con người. Ngoài việc xem cho mình thì bạn cũng có thể nắm bắt được vận hạn của những người thân của mình cũng như là bạn bè của mình. Khi xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này, bạn sẽ nắm bắt được cuộc sống của chính mình về các mặt như là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì sẽ giúp cho bạn có được những bước đi vững chắc trong tương lai của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi của người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng trong năm 2022 của thầy Gia Cát. Mời quý vị cùng lắng nghe và theo dõi để nắm bắt được bức tranh tổng quan vận hạn của mình cũng như là những phương pháp hóa giải giúp cho quý vị tăng cường tài lộc, sức khỏe cũng như là gia đạo an yên. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng, chăm lo sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng cho biết sức khỏe là vấn đề đáng lo ngại nhất của những người này trong năm Dần bởi ảnh hưởng bởi hung tinh tử phù. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng diễn ra như thế nào? Con đường tài lộc của những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm Nhâm Dần 2022 tương đối ổn định. Những người này chuẩn bị bước sang tuổi 31. Trong năm Dần, bản mệnh được các tinh chiếu mệnh nên về cơ bản thì cuộc sống phát triển tương đối ổn định, suôn sẻ, nhất là về sự nghiệp. Các mối quan hệ tiếp xúc không ngừng mang đến cho họ ngạc nhiên và cả sự may mắn. Nhưng cũng trong năm này, người tuổi Mùi cũng sẽ có sao hung tinh xâm phạm, ảnh hưởng chủ yếu đến sức khỏe và tài lộc. Vì vậy, con giáp này nên chú ý hơn nữa để tránh bị các sao hung tinh phá hoại ở hai phương diện. Nếu như bạn không muốn để cho tài sản giảm sút, vậy nên những gia chủ tuổi Tân Mùi cần phải luôn mang theo một kim bài thái tuế để hóa giải, tăng cường may mắn và tài lộc trong năm 2022 Nhâm Dần. Kim bài thái tuế là vật phẩm phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, nhất là đối với tuổi Tân Mùi trong năm 2021 bị trực xung thái tuế. Năm 2022 mới thoát khỏi được hạn này nên cần phải luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để được may mắn và bình an. Sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng, vận trình sự nghiệp của những người này tương đối lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt đức, những người tuổi Mùi 31 tuổi có cơ hội làm việc tăng lên trong năm Dần. Bạn có thể thường xuyên được cử đi công tác như một mục tiêu đào tạo trọng tâm của công ty. Nên những người tuổi Tân Mùi tuyệt đối không được để vụt mất cơ hội tốt này, bản mệnh phải thể hiện thật tốt bản thân, nỗ lực phấn đấu để có thể nhân cơ hội này mà sử dụng tài năng của mình. Chỉ có như vậy thì những người tuổi Tân Mùi mới mong được thăng quan tiến chức, bứt phá sự nghiệp trong năm Dần. Tài lộc, vận trình tài lộc của những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tương đối bình thường trong năm Nhâm Dần 2022, bị hung tinh tiểu háo cản trở. Cho nên tuy thu nhập và tài lộc của con giáp này tăng lên, nhưng trong năm nay bản mệnh phải khống chế được việc tiêu quá nhiều tiền trong cuộc sống. Đặc biệt, một số người tuổi Tân Mùi đi làm ăn ở nơi khác chắc chắn sẽ phải chi trả sinh hoạt phí rất cao. Vì vậy, để tránh tài lộc của bản thân bị thâm hụt nghiêm trọng, những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cũng nên ghi chép lại thu chi hàng ngày, nắm chắc cân đối thu chi. Ngày thường, chi tiêu càng ít càng tốt để tránh tiền mất tật mang quá nhiều. Để tránh những hung họa ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ, thầy phong thủy có khuyên những mệnh chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, chuyên hóa giải tà ma và những xui xẻo cho người tuổi Tân Mùi. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp hóa giải tà ma, tránh xa vận hạn, đồng thời khai mở cung tài lộc và tăng cường sự nghiệp giúp cho quan vận hanh thông, thuận lợi. Tình cảm, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng cho hay, vận trình tình cảm của những người này trong năm Dần phát triển tương đối thuận lợi. Đối với con giáp này, năm Dần cũng là thời điểm thích hợp để bạn thoát khỏi tình yêu đơn phương. Trong số đó, với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Hỷ, vận đào hoa của những người độc thân vô cùng vượng. Bản mệnh thường có được sự ưu ái và theo đuổi của người khác phái trong đời. Tuy nhiên, sự nở rộ của đào hoa có thể làm lóa mắt những con cừu. Vì vậy, chọn người yêu thì những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Bạn có thể thử xem độ phù hợp của nhau, đừng bao giờ vội vàng lao vào mối quan hệ quá sớm, quá vội vàng, sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Sức khỏe. Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng cho biết sức khỏe là vấn đề đáng lo ngại nhất của những người tuổi này trong năm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh tử phù, những người cầm tinh con dê năm nay gặp nhiều tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là những người tuổi Mùi sống xa nhà nên cẩn thận kẻo gặp những tai nạn không đáng có. Vì vậy, bản mệnh cần phải chú ý và thận trọng hơn trong cuộc sống, luôn đề cao cảnh giác. Những người tuổi Mùi sinh năm 1991 đừng để các sao hung tinh, hung hiểm có cơ hội. Ngoài ra, bạn cũng nên rèn luyện thân thể, đừng quá lười biếng, nếu không bạn sẽ rất dễ bị ốm. Trong năm, gặp nhiều vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Về cuối năm, mọi việc sẽ tốt hơn. Trong năm nay, quý gia chủ tuổi Tân Mùi hãy nhớ luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để tăng cường sức khỏe và nhân duyên. Vòng được chế tác từ bộ tam hợp của những người tuổi Tân Mùi. Mang theo vòng bên mình sẽ được quý nhân tương trợ chiêu mời quý thần trợ mệnh, giúp cho mọi việc được hanh thông may mắn. Đặc biệt là vòng còn là vật phẩm hàng đầu kích hoạt cung đào hoa, giúp cho nhân duyên vợ chồng được viên mãn, hạnh phúc và sức khỏe đong đầy. Hung cát. Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng cho biết vận trình những người này tương đối lạc quan và may mắn trong năm Dần. Tại thời điểm này, vận thế của bạn phạm thái tuế và có tài sát, cho nên đường tài lộc của những người tuổi Mùi có thể bất ngờ gặp tai họa. Đồng thời, trong năm Nhâm Dần 2022, các sao Cát Tinh, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Gia An mang lại cho người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 may mắn, phúc khí dồi dào. Năm nay, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì không cần lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Về phần hung tinh, hãy cẩn thận để tránh ảnh hưởng của tử phù và tiểu háo đến sức khỏe tài lộc của mình. Chỉ cần những người cầm tinh con dê sinh năm 1991 giữ được tinh thần cảnh giác, về cơ bản sẽ không xảy ra những tình huống quá xấu. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tổng thể đường tài lộc của những người tuổi Kỷ Mùi 31 tuổi trong tháng này vẫn tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội của lễ hội mùa xuân, người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực khiến cho bản mệnh làm việc gì cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán, bạn có thể gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tháng đầu tiên cũng là một tháng may mắn đối với người tuổi con dê. Bản mệnh có thể mong muốn được thành thơi và tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống trong tháng này. Tháng 2, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nam mạng cho biết những người cầm tinh con dê có vận trình tài lộc khá vượng trong tháng 2. Về cơ bản, bản mệnh không gặp phải bệnh tật gây khó chịu. Không chỉ vậy, dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người tuổi Tân Mùi có sức khỏe kém cũng có thể cải thiện rất nhiều sức đề kháng trong tháng này. Tinh thần của bạn trở nên tốt hơn và thoải mái hơn. Tháng 3 năm 2022, vận đào hoa của người cầm tinh con dê trong tháng này khá tốt. Với sự trợ giúp của Thiên Hỷ, một số người tuổi Tân Mùi thuộc con giáp có vận đào hoa rực rỡ trong tháng này. Bản mệnh thường được người khác phái theo đuổi hoặc ưu ái. Chỉ tiếc rằng những người Tân Mùi sinh năm 1991 quá nhút nhát mà không dám bày tỏ tình cảm của mình, nên đôi khi họ đã bỏ lỡ những cuộc hôn nhân tốt đẹp một cách vô ích. Vì vậy, con giáp này nên học cách mạnh dạn, nếu gặp được người mình thích thì hãy chủ động để có thể có cơ hội thành công. Tháng 4, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tân Mùi 1991 có phần sa sút trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp và ảnh hưởng của các hung tinh, một số nhân viên văn phòng tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém và sa sút. Điều này khiến cho công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Vì vậy, người cầm tinh con dê nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người lớn tuổi có kinh nghiệm để có thể giúp đỡ tiếp tục phát triển sự nghiệp của bạn ngày càng tốt hơn. Tháng 5, trong năm 2022, Sự phát triển các mối quan hệ giữa các cá nhân với người sinh năm 1991 khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con dê đã tăng lên đáng kể. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình trong tháng này. Bạn có thể làm quen với một số người mới thông qua một số bạn cũ trong quá khứ, đặc biệt là những người tuổi Mùi làm nghề dệt vải. Vận may giữa các cá nhân rất mạnh trong tháng này. Nếu người cầm tinh con dê sinh năm 1991 biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bạn không chỉ có thể thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tháng 6, tình hình sức khỏe của những người tuổi Mùi sinh năm 1991 trong tháng này có chút xấu đi, bị sao hung tinh quấy phá hoại, con giáp 31 tuổi có thể bị hôn mê say nắng do không chịu nổi thời tiết nắng nóng trong tháng này. Một số người sức khỏe không tốt còn bị mất nước trầm trọng, thậm chí bị sốc do không chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống say nắng và bổ sung nước kịp thời. Vì vậy, đối với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, tử phù rất mạnh trong tháng này, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm, đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này, kẻo bản thân lại gặp xui xẻo. Tháng 7, Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 năm 2022 nam mạng cho biết, vận trình tài lộc của con giáp này trong tháng 7 âm lịch có thể bị cản trở. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu háo, những người tuổi Dê có thể gặp một số chuyện hao tài tốn của hoặc thâm hụt, thâm trọng trong tháng cô hồn. Đặc biệt, một số người tuổi Tân Mùi trong năm Nhâm Dần có liên quan đến đầu tư tài chính, bạn có thể bị mất tiền hao của do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng trong tháng này. Vì vậy, người tuổi Mùi nên chú ý quản lý tài chính hơn nữa trong tháng 7 âm lịch. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia càng nhiều càng tốt, kẻo gây ra tổn thất nặng nề và không thu được lợi nhuận như mong muốn. Tháng 8, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sinh năm 1991 thăng hoa vào tháng 8 năm Dần. Với sự giúp đỡ của các tinh Nguyệt Đức, những người 31 tuổi cầm tinh con dê có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể trong tháng này. Bản mệnh thường có được cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình ở nơi làm việc. Vì vậy, người tuổi Tân Mùi phải nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo ra điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Tháng 9, vận đào hoa của người tuổi Mùi sinh năm 1991 cũng rất mạnh trong tháng này. Đối với người độc thân, vận đào hoa nở rộ trong tháng này là thời điểm tốt đẹp để thoát khỏi FA. Nhưng đối với những người đã có mục tiêu, vẫn may tình cảm của bạn không mấy lạc quan. Nguyên nhân chính là do vận đào hoa quá vượng trong tháng này có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Điều này đôi khi dẫn đến đôi bên bị ghẻ lạnh hoặc nghi ngờ vì một số lời đàm tiếu và nó có thể nảy sinh nhiều rạn nứt tình cảm. Tháng 10, Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 năm 2022 nam mạng cho hay tổng thể tài lộc của người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết những người cầm tinh con dê về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc quá ổn định, nhưng bản mệnh cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc, thì tài lộc có thể rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Tháng 11 năm 2022, vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong tháng này có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao Mộc Đức, người tuổi Mùi tháng này sẽ kiếm được tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính, thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của những người đi trước. Đồng thời, những người tuổi Tân Mùi cũng làm ra được tiền. Do đó có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận tiền bạc trong thời điểm này. Tháng 12, sự an toàn cá nhân của những người tuổi Tân Mùi trong tháng cuối năm Dần có thể thay đổi. Do được nghỉ cuối năm nên một số người tuổi cầm tinh con dê thích ăn chơi có thể đi du lịch cùng bạn bè. Nhưng xét cho cùng thì cuối năm lượng người đi du lịch tăng cao, người tuổi Mùi sẽ có được một sự can thiệp tử phù trong tháng này. Vì vậy, có thể xảy ra một số tai nạn an toàn ngoài ý muốn, chẳng hạn như tai nạn ô tô và những va chạm ở chốn đông người. Vì vậy khuyến cáo những người tuổi Tân Mùi trong tháng này không nên đến những nơi đông dân cư. Nếu muốn vui chơi, hãy cố gắng đến những nơi gần nhà, ít người qua lại, không những giảm được rủi ro khi đi lại mà bạn cũng có thể tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh và nhàn nhã. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi cho người tuổi Tân Mùi nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ cho người tuổi Tân Mùi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm mới, năm 2022 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích về tử vi và phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễn Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công.